Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sẽ sell giảm giá từ 500 ngàn cho đến 1,5 triệu cho các mặt hàng. Mức giá giảm 500 ngàn cho hai chiếc equalizer của Nhật thương hiệu Technic, giảm 1 triệu cho cặp loa Nhật, cặp loa Kenwood 3 số 8, và giảm 1 triệu cho cặp loa Victor, mẫu loa lời cao cấp của thương hiệu Victor đến từ Nhật, giảm 1,5 triệu cho chiếc ly Đờ Nông 2000 Ba La Mã. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Bây giờ Tiến Dũng sẽ giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn các sản phẩm này, sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh. Và trong video này Tiến Dũng cũng xin thông báo đến quý vị và các bạn, shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn vừa cập nhật thay đổi lại số nhà. Tiến Dũng vẫn ở yên vị trí cũ. Tuy nhiên này thì có thay đổi về số nhà. Số nhà cũ là 115/24 và số nhà mới là 115/34. Và Tiến Dũng cũng cập nhật lại số điện thoại. Số điện thoại 0989034764 là số cũ giữ nguyên và sẽ thay số mới cập nhật ở đây là 0867140383. Quý vị và các bạn à, quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại mới, một trong hai số này lúc nào cũng được trong giờ hành chính. Số này Tiến Dũng số 453 ở phía dưới này Tiến Dũng sẽ tạm thời không sử dụng nữa. Và trong video này Tiến Dũng sẽ giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn các sản phẩm của ngày hôm nay. Đó là các dòng loa của Victor, loa lời cũng như âm ly Nhật và equalizer của Nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn trong tháng 7 này có chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Đó là sẽ tặng kèm theo một bộ dây loa Pro N của Ý, dây Made in Italy. Dây này có chiều dài mỗi bên là 2,5m. Trị giá món quà này là 800 ngàn sẽ dành tặng cho các đơn hàng có giá trị giao dịch trên 10 triệu. Các sản phẩm các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý. Món quà này trị giá 500 ngàn. Và shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng đang phục vụ ở hai mặt hàng này với mức giá rất ưu đãi. Đây là những dây Pro N, dây Made in Italy xịn và đã được Tiến Dũng ship trực tiếp từ Amazon về, thi công lên các đầu rắc là rắc bắp chuối, rắc mỏ chim, rắc bông sen, rắc ba lăng, vân vân. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên màn hình. Và cũng xin giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn là hộp giải mã DC tối giản. Tôi dùng từ tối giản là bởi vì nó rất đơn giản. Đây là Fio D03K. Fio D03K là một sản phẩm có phân khúc bình dân nhất của thương hiệu Fio, thương hiệu chuyên về các thiết bị giải mã DC. Chiếc này hàng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, do hợp chuẩn CE và FE. Đây là các tiêu chuẩn rất cao cấp của Mỹ và châu Âu, quý vị và các bạn đều biết. Giải mã này nhận tín hiệu cổng quang từ TV Internet và giải mã ra âm thanh ở hai cổng. Một là cổng RCA, cổng bông sen ở đây, và hai là cổng 3.5. Rất nhỏ gọn, rất tiện dụng. Thiết bị này sẽ kết nối trực tiếp vào cổng USB của TV Ethernet để cấp nguồn và kết nối trực tiếp từ cổng Optical của TV Ethernet vào đây. Chúng ta sẽ nhận được âm thanh ở đây. Thích hợp cho những anh em chơi những dàn âm thanh bình dân, những dàn âm thanh tầm 10 triệu thì mua chiếc giải mã này là vừa. 950 ngàn cho sản phẩm này, mới nguyên hộp. Đây là sản phẩm hàng chính hãng của thương hiệu Fio, do hợp chuẩn CE và FE. Sản phẩm này hàng chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Với mức giá là 950 ngàn thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây quang trị giá 100 ngàn để kết nối từ TV Ethernet vào đây. Quý vị và các bạn đặt hàng sản phẩm này thì không cần phải đặt cọc hoặc chuyển tiền trước. Chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán tại nhà mình. Hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu sản phẩm rất là bình dân này. Và trong video này Tiến Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm nằm trong chương trình sale giảm giá. Đó là chiếc âm ly Đờ Nông 2000 Ba La Mã. Chiếc này là một chiếc âm ly rất được yêu chuộng với các anh em đam mê âm thanh hàng bãi. Điện 100V, công suất nguồn là 275W. Máy có thể chơi được hai cặp loa A và AB cộng. Trên này có thể chơi được loa BY, tức là loa 2 cầu, 4 sò mốt phép, 2 tăng phô nguồn, dòng Super Audio cao cấp.
Chiếc này với mức giá thông thường là 19 triệu. Và với chiếc này hàng về có bị chày một số chỗ như sau. Chày rất nhỏ ở cái nút này. Chày rất nhỏ ở cái mặt tiền chỗ này, chúng ta nhìn tinh mắt sẽ thấy. Và phía dưới này có chày một hai vết nhỏ nữa. Ngoài các lỗi vừa nêu trên thì tất cả đều zin đẹp tuyệt. Hàng bãi xịn chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Mức giá thông thường là 19 thì Dũng giảm 1,5 triệu cho các lỗi nêu trên. Mức giá chỉ còn lại 17,5 triệu. Và phía trên này đó là hai chiếc Equalizer của Technic model SH8065. Đây là những chiếc Equalizer cho âm thanh rất tốt. Dòng này đặc biệt đó là không bị méo tiếng, với thiết kế 63 cần độc lập hai bên, mỗi bên 32 cần. Có hai màu ở đây, màu nhôm phay và màu xám đen ở đây. Chiếc này có xe ngang là 42 cm, chiều cao ước tính là 18 cm, rất dày. Với những chiếc Equalizer này sử dụng rất tốt cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Mức giá thông thường là 8,5 triệu trên một cái. Và thì Dũng sale giảm giá 500 ngàn trên một cái. Mức giá chỉ còn lại 8 triệu trên một cái. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay phần quà tặng, đó là bộ dây AV Pro N của Ý. Món quà trị giá 500 ngàn cho hai sản phẩm này. Tất cả thì Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, đang hoạt động bình thường, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Bow của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Cặp này là 301 Series 2 sản xuất tại Mexico. 301 Series 2 sử dụng một loa bass loại 20 cm và hai loa chép giấy loại 8 cm. Với phần thiết kế bên ngoài bằng vỏ Simili màu vàng, rất đẹp và sang. 301 Series 2 hàng Mexico, tình trạng zin nguyên bản. Series trùng số đúng cặp, mức giá 10 triệu một cặp. Với mẫu loa này, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm dưới 30m², tiếng rất tốt. Phía dưới này là một cặp loa nằm trong chương trình sale giảm giá ngày hôm nay. Đó là cặp Kenwood model 888D. Chúng ta đọc là KL3 số 8D. Một bát 40 cm mang giấy màu trắng và gân vải. Một loa mic 16, một loa chép kèn và ba loa super chép. Ở đây là một nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép. Phần thông loa được trang trí bên ngoài bằng Simili màu gỗ, rất đẹp và sang trọng ở đây. Đây là giao diện phía mặt sau. Cặp loa tình trạng hàng bãi về, riêng mỗi bản tuyệt đẹp. Kenwood 3 số 8D. Mẫu loa này có công suất là 200W một thùng, trở kháng 8 ohm và đặc biệt độ nhạy là 97 dB, rất nhạy. Đây là thùng loa phía bên đây. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp từ đầu đến chân, không lỗi lầm. Thùng loa rất đẹp. Cặp loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1975. Loa này thích hợp cho việc nghe nhạc và chúng ta cũng có thể hát karaoke nhẹ nhàng trong các không gian tầm 40m². Dòng này cho tiếng sáng, bass chắc lực. Nếu anh em thích bass mềm sâu thì đây là cặp loa không phù hợp. Cặp loa này cho tiếng bass chắc lực. Đây là e căng của loa. E căng bằng lưới vải bố và có các đường sọc xuống thế này. Phong cách cổ điển rất đẹp. Đây là e căng phía bên kia. Cặp loa này có mức giá thông thường là 16 triệu. Thì Dũng sale giảm giá 1 triệu còn 15 triệu. Phía trên này là một cặp loa Bow 3. Xin lỗi quý vị. 201 Series 4. 201 Series 4 là một mẫu loa có cấu hình khá nhỏ. Tuy nhiên dòng này cho tiếng cũng rất tốt, phân khúc giá bình dân. Một bát 16 cm, một chép 6 cm. Các tuyến loa đều màu zin rất đẹp. Mẫu loa này có công suất cực đại là 120W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Hàng được sản xuất tại Mexico. Series trùng số đúng cặp, loa còn rất đẹp. Thì Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn. Mức giá thông thường là 5 triệu, thì Dũng giảm 200, còn 4 triệu 8. Phía dưới này là một cặp loa lời của thương hiệu Kenwood. Logo
chó ngó kèn. Có loa kèn gút khá hiếm trên thị trường, thì căng bằng lưới vải màu nâu. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng bóng sơn mài giống như màu gỗ nu. Đó là mẫu loa Kenwood DV55. DV55 sử dụng hai loa toàn giải loại 12 cm và một loa chép giấy lỗ thông hơi ở hai cái ở phía trước. Cặp loa với tình trạng hàng bãi zin nguyên bản tuyệt đẹp. Thùng loa còn rất đẹp, bóng sơn mài gồm màu gỗ nu. Đây là phần thông số của loa. Loa có công suất là 65W, trở kháng 6 ohm, hàng bãi về từ Nhật. Cặp loa này mức giá thông thường tiến dụng phục vụ là 3,8 triệu và giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 2,8 triệu, tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức, món quà trị giá 300.000. Trong tháng 7 này thì Tiến Dũng cũng sẽ bao phí ship toàn quốc cho các sản phẩm, các đơn hàng mà quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phía trên này là một chiếc âm ly Marang, Marang model 1150. Chiếc này Tiến Dũng đã có video giới thiệu cụ thể đến quý vị và các bạn. Mức giá của chiếc này là 16 triệu, 4 sò nhôm, công suất nguồn 180W. Đối tác tuyệt vời cho các dòng loa JBL Pioneer. Phía dưới này là một chiếc âm ly của thương hiệu Đờ Nông, đó là PMA 1090. Đây là chiếc âm ly dòng Class A khá hiếm của thương hiệu Đờ Nông đến từ Nhật. Mặt phanh nhôm màu đen, xoay ngang 43 cm, chiều cao ước tính khoảng 20 cm. Đây là giao diện phía mặt sau. Các giác kết nối còn vàng óng sáng choe. Dòng này có kết nối bằng ngõ vào RCA và ngõ vào là giắc 35. Điện 100V, công suất nguồn là 250W, hàng bãi xịn. Mức giá 14,9 triệu. Với các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn luôn được bao zin, bao đúng xuất xứ, bao đúng tình trạng miêu tả và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc thông qua bộ 3 thiết bị. Chiếc đầu giải mã iFi nhạc chất lượng cao, chiếc iFi Gen 1 Signal Pro mức giá 8.900.000 và chiếc ly Đờ Nông 1090 kết hợp với cặp loa Kenwood KNL 3 số 8D. Trong này cho tiếng sáng gió. Nhà làng bên kia sông có chúc sinh đầu ngõ, có ao sinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học, hai đứa sớm chiều ngang đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập ngang, có cây đa rực che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống được yên vui, dặm càng qua sông thôi chiến trường tình yêu đành chia phôi, mỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Thế Dũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt. Lâu lắm chưa về phép nhớ ngồi.